Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí buổi sáng ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tí tin tức xin chúc quý vị một buổi sáng an lành bên ly cà phê với chiếc điện thoại để lắng nghe Tí tin tức trên kênh Chuyện Nước Mỹ của Tí. Để mở đầu phần tin kinh tế Hoa Kỳ, chúng ta có tin tức sinh viên mới tốt nghiệp đại học có nhiều khả năng thất nghiệp trong thị trường việc làm ngày nay. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp đại học cao hơn so với dân số nói chung trong một sự thay đổi bất thường. Lucas Chung tốt nghiệp vào tháng 5 với một bản lý lịch ấn tượng, điểm trung bình đại học gần như hoàn hảo. Một số kỳ thực tập và thời gian chạy việc đã... Xin lỗi quý vị, thời gian chạy việc giả cho đội tuyển Hoa Kỳ. Kể từ đó, ông đã nộp đơn xin việc hàng trăm nơi nhưng cuối cùng chỉ nhận được một đống thư từ chối. Chung, 22 tuổi, người theo học hai chuyên ngành khoa học chính trị và truyền thông tại St. Mary College of California, cho biết: "Tôi đã đặt nhiều hy vọng nhưng điều đó không thực sự mang lại hiệu quả cho tôi. Tôi cảm thấy hơi tuyệt vọng." Bất chấp thị trường việc làm mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên, những sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây đang gặp khó khăn hơn trong việc tìm việc làm so với phần còn lại của dân số kể từ sau đại dịch. Điều này đánh dấu một sự đảo ngược rõ rệt so với các chuẩn mực lâu đời. Khi một tấm bằng đại học mới được đúc kết gần như đảm bảo cơ hội việc làm tốt hơn, kể từ năm 1990, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp hầu như luôn thấp hơn so với dân số nói chung. Nhưng điều đó đã làm thay đổi sau Covid. Những sinh viên mới tốt nghiệp liên tục có kết quả kém hơn những người tìm việc khác kể từ tháng 1 năm 2021, và khoảng cách đó chỉ ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Theo một phân tích của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ thất nghiệp mới nhất đối với những người sinh viên mới tốt nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung và gần gấp đôi tỷ lệ đối với những người lao động có bằng đại học. Một phần của vấn đề là các ngành có tình trạng thiếu lao động lớn nhất bao gồm nhà hàng, khách sạn, nhà trẻ và viện dưỡng lão, không nhất thiết là những nơi sinh viên mới tốt nghiệp muốn làm việc. Trong khi đó, các ngành mà họ muốn làm việc, công nghệ, tư vấn, tài chính, truyền thông, đang thông báo sa thải nhân viên và xem xét lại kế hoạch tuyển dụng. Harry Holzer, giáo sư chính sách công tại Đại học Georgetown và cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Bộ Lao động cho biết, những sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây rất nhạy cảm với tình trạng của thị trường lao động. Việc tuyển dụng đã có phần mềm, mỏng hơn, và những người trẻ tuổi, nói chung là những người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Kết quả là lại thêm một sự gián đoạn nữa đối với thế hệ sinh viên tốt nghiệp đại học, những người đã có những năm học tập quan trọng, bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người cho biết họ đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với hình thức học từ xa vào đầu năm 2020 và cảm thấy như họ đã bỏ lỡ cơ hội tạo dựng mối quan hệ với các giáo sư, nhà tuyển dụng và những sinh viên khác, có thể rất quan trọng trong việc xếp hàng theo học công việc sau đại học. Giờ đây, khi gia nhập lực lượng lao động, họ nói rằng họ ngày càng cảm thấy vỡ mộng về nền kinh tế. Điều này đang gây ra sự bất mãn về chính trị và khiến họ phải suy nghĩ lại về sự độc lập tài chính mà họ nghĩ mình sẽ đạt được sau đại học. Christian Torres, 24 tuổi, người đã tốt nghiệp vào mùa xuân năm nay với bằng kỹ sư điện của Đại học bang Arizona và vẫn đang tìm việc làm cho biết điều đó thực sự khó khăn, ngay cả những công việc kỹ thuật ở trình độ đầu vào cũng cần có 4 hoặc 5 năm kinh nghiệm. Không có cách nào để cạnh tranh nên tôi vẫn ở nhà, vẫn tìm việc làm. Trên màn hình quý vị là Lucas Chung, người đang nộp đơn xin hàng chục công việc mỗi tuần và sống cùng gia đình sau khi tốt nghiệp đại học, nói chuyện với mẹ ông Lina Chung tại nhà của họ ở Windsor, California. Kính thưa quý vị, dữ liệu điều tra dân số cho thấy hơn một nửa, khoảng 55% thanh niên sống với cha mẹ vào năm ngoái, giảm so với mức đỉnh điểm trong thời kỳ đại dịch nhưng cao hơn với năm 2019. Sự kết hợp giữa thị trường làm việc yếu đi, nợ sinh viên ngày càng tăng và lạm phát kéo dài đã buộc nhiều người phải suy nghĩ lại về việc sắp xếp cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Ở California, Chung gần đây đã nhận công việc duy nhất mà anh ta có thể tìm được, nhân viên lễ tân cho một khách sạn. Anh ta kiếm được $19.20 một giờ, nhiều hơn mức lương tối thiểu nhưng lại quá ít để đủ sống ở quận Sonoma. Anh ấy không đủ khả năng để rời khỏi nhà của cha mẹ mình và vẫn đang nộp đơn xin việc, mặc dù những lời từ chối vẫn ngày càng gia tăng, ngay cả đối với những vị trí mà anh ấy cảm thấy quá đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như nhân viên lễ tân hoặc đại lý cho thuê ô tô. Theo FPD New York, tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp như Chung đang thiếu việc làm hoặc làm những công việc thường không yêu cầu bằng đại học đã tăng trong năm nay từ 38% đến 40%. Để so sánh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học được coi là thiếu việc làm vẫn ổn định ở mức 33%, kính thưa quý vị. Lucas Chung, nhân viên lễ tân tham dự cuộc gọi tại khách sạn Hyatt Regency Sonoma, Wine County vào ngày 16 tháng 11 ở Santa Rosa, California, kính thưa quý vị.
Theo một cuộc thăm dò gần đây của New York Times Siena College, quan điểm tồi tệ đó đã làm tăng thêm sự bất mãn trong giới trẻ Mỹ. Những người đang tập trung quá nhiều vào vấn đề kinh tế như việc làm, thuế và chi phí sinh hoạt. Cuộc thăm dò cho thấy 93% thanh niên ở các bang chiến trường cho biết nền kinh tế ở mức công bằng hoặc kém so với 81% tổng dân số, trong khi đó chưa đến 1% người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 29 đánh giá nền kinh tế là xuất sắc, thấp nhất so với mọi nhóm tuổi. Những bất bình đó có thể tạo ra những thách thức mới cho Tổng thống Joe Biden khi ông tìm cách tái tranh cử vào năm tới, mặc dù 60% thanh niên đã bỏ phiếu cho Biden vào năm 2020, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ nhóm tuổi nào, nhưng sự ủng hộ đó dường như đang suy yếu. Hoser ở Georgetown cho biết, những sinh viên tốt nghiệp đại học đã quen với công việc khá tốt và thu nhập cao hơn nhiều, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều. Họ có kỳ vọng cao, và bạn có thể hiểu tại sao họ có thể cảm thấy thất vọng nếu gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Các quan chức đại học trên toàn quốc cho biết, các công ty vẫn đang hào hứng tuyển dụng tại các hội chợ việc làm trong khuôn viên trường và các sự kiện khác, nhưng cũng có dấu hiệu cho thấy việc tuyển dụng thực tế đang chậm lại, đặc biệt là ở các công ty công nghệ lớn và các công ty tư vấn vốn đã từ lâu là điểm đến phổ biến của sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Susan Helbig, phó hiệu trưởng bộ phận con đường sự nghiệp của Đại học California Irvine cho biết, sự tham gia của nhà tuyển dụng vẫn rất cao, nhưng đồng thời chúng tôi nhận thấy số lượng sinh viên bày tỏ sự thất vọng với việc tìm kiếm việc làm của họ ngày càng tăng. Việc phỏng vấn trở nên khó khăn hơn và không có nhiều sinh viên đến với chúng tôi để xin việc làm. Tương tự, tại Đại học bang Michigan, tỷ lệ sinh viên đại học có được việc làm hoàn toàn thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp đã giảm vào năm ngoái, từ 62% của năm trước xuống còn 56%. Nhiều sinh viên cũng cho biết đã tham gia công việc bán thời gian và tìm kiếm việc làm so với năm 2021. Kyle Kiam Brown, sống ở New Jersey, tốt nghiệp ngành tiếp thị tại Đại học Monmouth vào năm 2020, ngay khi thế giới đang đóng cửa. Các lựa chọn của ông ấy bị hạn chế, vì vậy anh ấy đã nhận được một công việc giao bánh pizza, sau đó một công việc khác là xử lý hàng trả lại tại một nhà kho. Kể từ đó, anh đã nộp đơn tới 50 công việc văn phòng mỗi tuần nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào lâu dài. Sam Brown, 25 tuổi, nói, tôi luôn mong đợi rằng bạn sẽ đi học, lấy bằng và làm một công việc văn phòng nào đó với mức lương đủ sống. Đó là cách mà bố tôi và anh trai tôi, những người hơn tôi 10 tuổi đã làm việc, nhưng điều đó dường như không còn khả thi nữa. Một số nhà kinh tế cho rằng vấn đề không phải là ở chỗ những sinh viên mới tốt nghiệp đang bị tụt lại phía sau. Thay vào đó, những người lao động không có bằng cấp cuối cùng có được chỗ đứng. Nhu cầu về lao động tăng cao trong các ngành như giải trí và khách sạn, chăm sóc trẻ em và sản xuất, những ngành thường không yêu cầu bằng đại học. Ví dụ về các bài đăng về xây dựng trên trang web việc làm quả thực đã tăng 50% so với mức trước đại dịch, trong khi tỷ lệ mở cửa tiếp thị và phát triển phần mềm đã giảm 20-25%. Kính thưa quý vị, Corey Cantega, nhà kinh tế cấp cao của LinkedIn cho biết, thị trường lao động sẽ khó khăn hơn nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng đây thực sự là câu chuyện về thị trường việc làm thực sự tốt cho những người không có bằng cấp. Ngoài ra, còn có những động lực khác đang diễn ra. Những sinh viên tốt nghiệp gần đây, những người đã dành nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm, học tập ảo trong thời kỳ đại dịch, đang ngày càng tìm kiếm các cơ chế làm việc kết hợp và từ xa. Điều đó có nghĩa là phải cạnh tranh với một lượng lớn ứng viên trên khắp đất nước. Theo Julia Polak, nhà kinh tế trưởng tại ZipRecruiter, họ cũng đang thua cuộc trước những nhân viên công nghệ và truyền thông mới bị sa thải có kinh nghiệm thực tế. Nền kinh tế chậm lại cũng đóng một vai trò. Cục Dự trữ Liên bang đã mạnh tay tăng lãi suất với hy vọng giảm lạm phát. Điều này đã khiến thị trường bất động sản rơi vào tình trạng bế tắc và làm tăng chi phí vay vốn đối với mọi loại hình kinh doanh. Polak cho biết, có sự không chắc chắn to lớn trong lĩnh vực công nghệ và ngân hàng. Các công ty sẽ không niêm yết cổ phiếu và có rất ít vụ sáp nhập. Polak nói, những công ty này tất cả đều là điểm đến cho sinh viên tốt nghiệp đại học hiện đang rất thận trọng và rất quan tâm đến chi phí. Và cho đến khi động lực đó thay đổi, những người lao động trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn sẽ là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị mắc kẹt bên lề. Ở Pennsylvania, Amber đang học năm cuối tại một trường cao đẳng nghệ thuật tự do thì COVID buộc mọi người phải về nhà. Ban đầu, cô ấy hoan nghênh sự thay đổi. Cô ấy nói cô ấy là người sống nội tâm và cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia các lớp học từ xa. Nhưng bây giờ, cô ấy tự hỏi liệu có nhược điểm nào không? Amber, 25 tuổi, nói, thật khó để sử dụng nguồn lực của tôi và kết nối với mọi người với điều kiện. Mọi người phải nêu tên cô ấy bằng tên vì sợ làm mất lòng các nhà tuyển dụng tiềm năng. Tôi thật sự là một người nhút nhát
và điều đó thậm chí còn khó thực hiện hơn ở nhà. Lẽ ra tôi nên đến văn phòng tuyển dụng, lẽ ra tôi nên tạo thêm nhiều mối quan hệ hơn. Amber tốt nghiệp với bằng vật lý vào năm 2021 và nhận một công việc kiếm được $10 một giờ tại một trung tâm cuộc gọi. Cô nghỉ việc một năm sau đó vì thường xuyên bị quấy rối, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tìm được một công việc khác. Điều đó đã không bao giờ xảy ra. Sau hơn một năm rưỡi tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ khách hàng, dạy kèm và công nghệ thông tin, cô ấy vẫn đang gặp khó khăn để nhận được lời đề nghị. Amber ước tính cô đã gửi đơn hơn 1.000 đơn đăng ký trên Indeed.com. Cô ấy trang trải tiền thuê nhà bằng cách đăng ảnh và video trên OnlyFans, dịch vụ đăng ký kỹ thuật số dành cho người sáng tạo trực tuyến. Amber nói, hãy quên việc tìm kiếm công việc khiến tôi hạnh phúc hoặc mãn nguyện. Tại thời điểm này, tôi chỉ đang cố gắng làm bất cứ điều gì để có thể giúp tôi trả tiền thuê nhà. Nó cảm thấy mất tinh thần, kính thưa quý vị. Trong khi đó, Chung, người đang làm việc tại một khách sạn ở California, đã bắt đầu gọi điện cho đến các công ty luật để tìm việc làm. Ông ấy cũng đang bắt đầu học LSAT. Có lẽ ông ấy nói, ông ấy sẽ học trường luật. Tôi có cảm giác là sẽ khó tìm được việc làm. Ông nói, nhưng tôi không ngờ nó lại tệ đến thế, kính thưa quý vị. Và quý vị vừa mới nghe một bản tin về tình hình kinh tế ngay ngày hôm nay, kính thưa quý vị, là ngày 21 tháng 11 năm 2023. Và ngay thời điểm này, rất rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, kính thưa quý vị, là hơn 60%, kính thưa quý vị, là họ không tìm được việc làm theo ý muốn của họ, mà họ ngược lại họ chỉ tìm việc làm với cái mức lương cao hơn mức lương tối thiểu một ít bằng những công việc mà không cần bằng cấp đại học. Và điều đó chúng ta cũng thấy rằng là cô chú anh chị nào mà có con cái, hay là kiều bào có con cái nào mà đang học đại học hay là đã tốt nghiệp và không kiếm được việc làm, thì hãy nhớ bình luận xuống cho Tí biết để mọi người cùng chia sẻ với nhau, kính thưa quý vị. Và bản tin thứ hai, chúng ta đến với phần tin thủ đô Hoa Kỳ. Vô gia cư sau nhiều năm ngồi tù, ông ta tìm đến Miriam's Kitchen để được giúp đỡ. Vào ngày tháng 9 năm 2018, Andrew Anderson được thả khỏi nhà tù liên bang ở Atlanta. Ông ta được trao $220 và một vé xe buýt Greyhound một chiều đến Baltimore. Ông ta đã ở sâu song sắt suốt 24 năm và đã đến lúc ông ta phải bắt đầu lại từ đầu. Sau một tháng sống trong một căn nhà ở Baltimore, Anderson đến Washington, nơi thành phố ông ta sinh ra. Ông ta ngủ ở trung tâm thành phố ở quảng trường McPherson và tại trung tâm tạm trú bất bạo động sáng tạo trên phố thứ hai, Northwest. Tôi không có nơi nào để đi, Anderson, 58 tuổi, nói với tôi. Vào thời điểm đó, tôi chính thức trở thành người vô gia cư. Một buổi sáng, ai đó ở nơi trú ẩn CCNV đã mời Anderson đi cùng ăn sáng tại một địa điểm ở Foggy Bottom có tên là Miriam's Kitchen. Ông nói, những người đói có thể được bữa ăn ở đó, Anderson còn có nhiều hơn thế. Miriam's Kitchen, một đối tác trong chiến dịch bàn tay giúp đỡ của Washington Post, phục vụ bữa sáng, bữa tối hàng ngày trong tuần tại phòng ăn ở tầng hầm nhà thờ Western Presbyterian tại đường 24 và đại lộ Virginia Northwest. Một bữa ăn và tất cả những gì số khách hàng mong muốn, nhưng nếu họ sẵn sàng làm thêm thì Miriam sẵn sàng trợ giúp. Khách hàng có thể sạc điện thoại, nhận thư, nhận trợ giúp lấy giấy tờ tùy thân hoặc nhận thuốc. Mục tiêu của tất cả những điều này là thúc đẩy mọi người hướng tới nhu cầu lớn nhất của họ, rời khỏi đường phố và tìm một nơi để sinh sống. Anderson nói, kể từ ngày đó tôi liên tục quay lại, tôi đã cắm vào rất nhiều chương trình khác nhau. Anderson đã hợp tác với người quản lý hồ sơ của Miriam Kitchen, người đã giải thích rằng hoàn cảnh của ông, một công dân trở về sau khi bị giam giữ mà không có nhà, việc làm và có các vấn đề về y tế có thể khiến ông ta đủ điều kiện nhận trợ cấp nhà ở trong nhiều tháng. Cô đã làm việc suốt quá trình, điền các biểu mẫu cần thiết và theo dõi chúng thông qua hệ thống. Anderson tiếp tục sống trên đường phố, dành cả ngày trong thư viện và ban đêm ở khu vực tiếp khách ngoài trời của một nhà hàng trên đại lộ Pennsylvania Northwest. Khoảng nửa tá người đàn ông sẽ ngủ ở đó mỗi tối, đánh giá cao cách nhân viên nhà hàng chạy máy sưởi ngoài trời thêm vài giờ để sưởi ấm một chỗ. Anderson nói, chúng tôi rất bảo vệ lẫn nhau, tôi phải nói rằng tôi hơi nhớ những ngày đó. Tôi không nhớ cảnh vô gia cư, nhưng tôi nhớ những người đó. Họ đã chống lưng cho nhau và Miriam Kitchen đã có sự hỗ trợ của Anderson. Tổ chức phi lợi nhuận đã thuê anh ta làm người vận động chính sách. Đây là những khách hàng của Miriam Kitchen, những người học cách làm việc của chính quyền quận, làm chứng trước các ủy ban hội đồng và vận động cho các chính sách giúp giảm bớt tình trạng vô gia cư. Ông nói, điều đó cho tôi thấy rằng Miriam Kitchen đang thể hiện niềm tin vào tôi. Họ muốn tôi có cơ hội được tự lập. Tôi đã làm việc đó trong 6 tháng.
tất cả đều trong thời gian chờ đợi phiếu nhà ở. 2 tháng sau, Anderson được cuộc gọi từ người quản lý hồ sơ của mình. Cô ấy đã khóc trên điện thoại. Ông nói, cô ấy đã nói với tôi rằng tôi đã được chấp thuận thuê nhà. Anderson đã đủ điều kiện nhận phiếu nhà ở thông qua cơ quan nhà ở DC tháng 5 2021. Ông chuyển đến một căn hộ gần công viên quốc gia. Ông ta trả 1/3 khoản trợ cấp thu nhập an ninh bổ sung hàng thu nhập an ninh an sinh xã hội bổ sung hàng tháng của mình bằng tiền thuê nhà $265. Ông ta tình nguyện tham gia Liên minh Nhân dân vì Công bằng, một nhóm được thành lập tại Miriam Kitchen để vận động cho nhà ở giá rẻ. Anderson nói, khi đến thăm các khu cắm trại, tôi hỏi xem có công dân nào trở về không. Ông ta cũng đóng góp ảnh cho Street Sense, tờ báo được bán với những người vô gia cư. Anderson cho biết, ông ta không cố gắng che giấu lý do rời xa Washington quá lâu. Ông ta đã nhận tội hành hung, âm mưu giết người và tàn trữ vũ khí. Tôi không muốn tạo ra cho bất kỳ ai ấn tượng sai lầm về con người thật của tôi. Ông nói, nếu mọi người hỏi về lý lịch hình sự của tôi muốn thành thật. Đối với tôi, đó là quá khứ. Tôi đã xong việc rồi. Bây giờ tôi là một người tự do và tôi muốn giúp đỡ những công dân trở về từ tù khác tái hòa nhập xã hội. Treo lên sợi dây quanh cổ Anderson là thứ mà ông ta giữ như một lời nhắc nhở về quá khứ và lời cảnh báo cho chính mình, thẻ tù nhân của ông ta. Tôi không muốn quay lại nhà tù, ông nói. Tôi không muốn đeo còng tay nữa. Và quý vị biết quý vị sống ở khu vực Washington DC thì quý vị hãy có cái khoản đóng góp hay là donate của quý vị cho Miriam Kitchen sẽ giúp ích cho người khác để quyên góp trực tuyến. Hãy truy cập posthelpinghand.com và nhấp vào nơi có dòng chữ quyên góp. Để gửi bằng check, hãy viết thư cho Miriam Kitchen, ATTN Development 2401, xin lỗi quý vị, Development 2401, Virginia Avenue, Northwest Washington, DC 20037. Và quý vị thấy là cái việc mà tù nhân ra khỏi tù á, là vô gia cư là cái chuyện có thật quý vị. Vì những người mà ra tù mà càng lâu thì cái khả năng vô gia cư càng cao. Nhưng mà nếu quý vị mà kiều bào mà là người Việt thì quý vị có biết chút xíu tiếng Anh, quý vị tham gia vào cái chương trình Miriam Kitchen này thì quý vị cũng sẽ quay trở lại cuộc sống, hòa nhập cuộc sống cho xã hội ngay thời điểm này, kính thưa quý vị. Và cũng hy vọng là không có kiều bào người Việt nào ở tù trong thời gian hiện tại. Chúng ta đại diện cho một dân tộc, chúng ta sống ở trên đất Mỹ thì chúng ta xin hãy suy nghĩ trước khi làm những cái điều gì sai trái để không phải thứ nhất là người bản xứ gọi là dè biểu chúng ta, người Việt chúng ta, kính thưa quý vị. Thì hy vọng là cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay thì ngoài những quý vị ở trong nước nghe cái bản tin của Tý thì có những quý vị kiều bào nào ở nước ngoài nghe thì hãy bình luận thêm để cho Tý biết và cũng như cho quý vị khán giả trong nước biết thêm về cuộc sống Mỹ qua hai câu chuyện là trường đại học với những em học sinh tốt nghiệp mà không có việc làm và những người tù nhân khi ra tù không có việc làm, không có chỗ ở và trở thành vô gia cư và cái con đường tái hòa nhập nó chông gai đến mức nào. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, theo dõi bản tin tức buổi sáng ngày hôm nay và chúc quý vị một buổi sáng bình an và có nhiều thành công trong công việc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin buổi sáng kế tiếp. Bye!